Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường trợ lý mùa 5.5 và cùng nhau xây dựng những cái đội hình bá đạo nhất mùa 5.5 nha. Rồi, khởi đầu với hai thần sứ mà thôi. Nhưng mà đội hình của chúng ta thì gần như là full 2 sao hết, ngoại trừ cái thanh niên Ivern thôi. Ivern thì mình mới bắt đây. Có cả con Aphelios nữa. Trận này thì không chơi long tộc đâu nha anh em nhé, cho nên là mình cũng không bắt Udi đâu. Long tộc nhiều thì anh em cũng nhàm đúng không? Nhưng mà game nào mà kiểu anh em mà có long tộc sớm quá thì cứ nên bắt cho mình. Mà trận nào mà nó ép chơi ấy thì chúng ta phải chơi thôi. Chứ tôi chơi long tộc nhiều quá khéo nghiện mất rồi. Đây, set Udi ra đều đều đây này. Bắt tạm thì có thể kích hoạt đấu sĩ thôi. Tất là cũng không muốn chơi long tộc đâu anh em. Mà bây giờ mà ra được Galio xem. Ra Galio là phải biết. Anh em hiểu. Rồi Galio phát là dồn tụt quần tìm 5 long tộc luôn. Không biết là trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em cái đội hình gì đây. Khởi đầu thuận lợi. Giữ được máu. Đội hình nó lại còn chất. Có hai con carry. Một là con Afe, hai là con Ivern. Với Ivern carry thì mình nghĩ cái trang bị ổn định cho nó thì khả năng là cái quyền trượng ấy nhỉ, quyền trượng thiên thần ấy. Đấy, hiện tại là mình đã có một cái rồi, nhưng mà không biết là trận này có chơi được hay không. Mình sẽ chơi theo trang bị cũng như tình huống mà tướng đưa ra. Ui giời ơi, anh Hoàng ở anh Khoa Hoàng 3 số 9 đội hình rất là mạnh với quân đoàn ạ. Đấm mình một phát tọt ngay xuống vị trí top. Wow, top 5 luôn rồi. 66, 70, 74, 76. Trận này thì đánh giá là lượng máu nó cũng tương đối cân bằng lẫn nhau. Ace này. Me. Làm tí long tộc với anh em. Chơi không? Và bây giờ long tộc thì đã có đủ đâu. Này Udi thì làm gì có bắt. Mà dạo này 5 long tộc là hay ra quả trứng siêu cấp lắm. Quả trứng cấp độ 5 nó to lắm anh em ạ. Mình cũng đang săn săn tầm khoảng 10 quả thôi. Sắp đến cuối mùa rồi, anh em tận dụng trời chứ. Chúng ta lại sang mùa 6 hết long tộc đấy. Rồi 22, 03 và 20. Đội hình dồn khá nhiều trang bị. Wow, một cho Zik và một cho Poppy. Ác quỷ, kỵ sĩ. À không, ông này có hiệp sĩ với cả ma pháp sư. Đội hình nhìn cũng khá là chất đây. Nhưng mà lại không lại đội hình của mình sao? Thua đội hình của mình ạ. Thua hay thắng? À, cứ tưởng là mình ăn được. Hóa ra cái sớm bị thanh niên Poppy nó vã cho vỡ mồm. Poppy trâu nhỉ anh em nhỉ. May có cái áo choàng gai cho nên là đánh bị phản đam luôn. Hiệp sĩ nữa thì thôi rồi. Ở phía trận lần này thì chúng ta có Lucian với cái Jack. Ủa, không anh em nào lấy Jack à? Mình lượm hàng đó. Rồi luôn. Lượm hàng luôn anh em. Có ngay một con Jack. Vậy thì mình sẽ trận này thì chúng ta sẽ có 3 con carry để anh em có thể lựa chọn. 1, Jack, 2 là con Afe, 3 là con Ivern. Đầu game mà ra được những cái vị tướng 4 vàng như này thì mình nghĩ là anh em có thể dồn trong trang bị cho nó và chơi cái đội hình xoay quanh luôn. Xuất hiện Zira cho nên làm tí long tộc thôi anh em ơi. Nên game này nó ép chơi đấy. Game nào cũng bị ép thôi. Chiến binh tới cho cái này vào đi. Ok. Nautilus. Nautilus là có được cái thiết giáp này. Chứ lại có Galio để chúng ta có được thêm hiệp sĩ là bình luôn. Tạm thời với 3 long tộc và 2 thiết giáp nha anh em. Trước cái đội hình của chúng ta bây giờ thắng thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thay vào đấy thì mình sẽ đánh theo phong cách chuỗi tua, sử dụng long tộc để có thể comeback. Ui rồi. Thục Thúy. Thế mình mẹ ghét mình hay sao mà lắp đồ luôn này. Giận gì nói tiếng cái. Chứ lắp đồ này là không có gì ơi. Úi giời ơi. Mẹ cái tình hình Olaf Zomber này. Mạnh thế. Ok. Thì sẽ là 3.6 có trang bị gì hot hay không. Úi giời. Toàn là những trang bị phòng thủ. Ngoại trừ cái bùa xanh mắt lành. Bùa xanh mắt lành thì đây, sau khi chủ sở hữu sẽ sử dụng còn 30 kỹ năng và 30 năng lượng. Ui dồi ôi.
Mình sẽ roll tìm con Uri nha anh em nhá. Uri của tôi đâu? Uri. Đây rồi, con Zac 2 luôn. Mà cái bột xanh này cho Zac thì nó sẽ bổ liên tục ạ. À. Bổ như URF luôn. Đấy, anh em thấy không? Mới vào là có đủ mana rồi. Chơi luôn. Mình sẽ cho tạm con này ra. Và con này ra đi. Như thế thì mình sẽ giữ lại được chiến binh anh em ơi. Chứ con Olaf nó cũng 2 sao cho nên là mình sẽ để đó cho nó. Vừa Olaf 2 lại vừa kích hoạt chiến binh thì bình quá. Anh em thấy không? Zac của chúng ta gõ rất là lực. Và cái skill của nó là cái skill gõ đầu, tiếp cận mục tiêu, băm, tăng tốc đánh. Mình hay gọi nó là Zac bẩn. Anh em thấy cái chùy của nó nhìn sáng ấy nhỉ? Đây là dấu hiệu của một điều gì đấy. Hyrule. Ôi giời ơi. Cái gì đây? Phải chăng trận này bắt mình chơi thiết giáp rồi. Ra lúc hai con rèo vừa bắt được con Zac lên luôn Zac 2. Đây mới chỉ level 7 thôi nha anh em nhá. Đã vậy thì chơi luôn Zac URF. Ui giời, gõ đau lắm anh em ạ. Mà con Zac này thì xem còn trang bị đam đam gì cho nó hay không. Bàn tay cung lý à? Hay là cái cùng cung AC2. Cùng cung cho đánh nhiều mục tiêu anh em nhỉ. Cuồng cung. Con này thì hiện chạy có 144 đam. Cái skill đó thì tăng tốc đánh rồi. Và hệ chiến binh thì nó lại tăng đam theo thời gian nữa. Cho nên là mình nghĩ là con Zac này cũng không cần thiết có quá nhiều trang bị đam đâu. Theo đấy thì anh em lắp cho nó những trang bị phòng thủ hút máu thì mình nghĩ là ổn áp hơn. Anh em thấy không? Bới vào bắt bay luôn, gõ thẳng mặt luôn. Nhơn. Không xong rồi. Rất trâu ạ. Lại thêm một trận thua nữa, vừa mới thắng được một trận. Lại bị ông này đấm cho phát. Trận này chắc là mình sẽ để xem là long tộc có ra trò trống gì hay không. Một vài quả trứng 5 tiền chẳng hạn. À không phải là quả trứng 5 tiền, một vài quả trứng level 5. Trứng to đi. Rồi xong rồi. Quả trứng này quả trứng ung rồi. Nhìn nó chưa biết ra cái trò gì đây. Một khả năng cao ra vàng đấy. Trứng bé tí mà anh em. Nhưng mà cũng không trách được. Đây là quả trứng 3 long tộc. Gây 240 sức mạnh công kích và nhận 42% tốc đánh. 42% tốc đánh và thêm sức mạnh công kích. Mình sẽ lắp một cái vuốt rồng đi đã. Cứ lắp trang bị phòng thủ đã. Ok. Có gì thì bán đi. Và hai trang bị này của Zac thì mình nghĩ là cũng ổn áp rồi. Trang bị tiếp theo thì mình sẽ đợi vòng 5.1 xem là có trang bị thần thoại gì hay không. Và trang bị ánh sáng gì hay không. Như là một cái xem nào, Zac này trang bị gì tiếp theo ta. Lưỡi kiếm tử thần. Cũng hợp lý. Tại vì mình đã lắp cái cùng cung rồi. Cùng đao cũng khá là ok la. Mà cùng đao thì lại nhiều tốc đánh quá. Để xem ra gì cho cái đấy thôi. Bàn tay cung lý cũng được luôn. Ưu tiên những cái con carry mà có hai trang bị ánh sáng anh em. Như thế thì rất là khỏe. Rồi Saku đã có cho mình được Raven. Và anh ta quyết định chơi luôn. Để xem hỗ trợ được cái gì đây. Chúng ta có một Nico và một cái BF. BF này lắp huyết kiếm cũng được nha anh em nhá. Mình sẽ up cấp này. Bán con này đi thôi, cho Rail vào. Trên này không hiểu sao mà mình cứ ôm cái con Ivern làm cái gì. Thực chất là đâu có chơi ai được Ivern đâu anh em. Trừ khi là bán long tộc đi thì mới chơi được. Thế bây giờ sao mà chơi được bây giờ. Rồi luôn. Ma pháp sư kết hợp với hiệp sĩ ác quỷ. Sắp lên Zig 3, Poppy 3. Người ta như là muốn mạng và nguyên cái đội hình rồi thì phải. Zac cọ đi anh ơi. Cọ cùng cùng rất là đau ạ. Ok. Mình xem là phiên đi chợ sắp tới có hàng gì hay không đây. Nếu như mà có thiệp vàng thì mình sẽ lấy để có thể lắp chiến binh nhân tạo luôn cũng được nhỉ. Có không? Có luôn. Úi dồi ôi.
Đây đúng gọi là cầu được ước thấy. Đấy, có cả thêm con Heimerdinger thế này thì chơi Heimerdinger phiên bản chiến binh không anh em? Nghe cũng khá là thú vị đấy, nhưng mà thực chất là hơi tấu hài. Tại vì trận này là mình đang có một cái đội hình chiến binh long tộc. Như là có ổn áp hay không? Ây chà chà, Heimerdinger thiệt và. Ủa lại thêm một rắc, em thấy cái gì chưa? Quả gì mà to to thế này? Đó chính là Heimerdinger. À không, đây quả trứng siêu cấp. Bây giờ mà mình lắp cái chiến binh nhân tạo thì khéo chứ đã không có hit kiếm cho rắc. Rắc này có hit kiếm thì bao nó với lực được anh em. Còn không thì chúng ta cần phải có một cái bàn tay công lý thì nó mới có được cái khả năng hồi phục. Rắc này mà không có hút máu thì giá là hơi phế một tí thôi. Rồi luôn, gặp ngay người anh em đang đứng ở vị trí top 3. Đội hình rất ghét với combo chuẩn bị của Brain. Ôi trời ơi, bay màu luôn rắc của mình rồi. Bút giống không ăn thua với con Brain ném bi này. Đấy, ném lửa chứ. Sorry anh em. Em cháy quá. Không ổn rồi. Khả năng cao thì mình sẽ phải bán long tộc đi thôi. Chứ bây giờ là yếu quá rồi. Vị trí top 7 đang dần dần đến với mình. Sợ rằng quả trứng 5 long tộc kia nó không nở ra nữa thì mẹ chắc là tiệc ơi là tiệc. Quả trứng cấp 5 này thì mình đánh giá thì theo mình đã chuyên gia của ấp trứng định giá mọi loại trứng thì nếu như mà trong một vài round nữa mà nó không nở thì khả năng nó sẽ ra thiều vàng hoặc là Nico. Chứ quả to như cái con gấu này mà ra vàng thì tôi đấm cho anh em nhờ. Ra vàng với cả Zira AC thì chắc là tôi đầu hàng cho nó nhanh. Thế thì không gọi là chuyên gia ấp trứng gì đúng không anh em? Ok, định giá mọi loại trứng mà. Trứng này theo anh em là bán được bao nhiêu tiền? Không biết được, quả trứng hên xui lắm. Rất khó để có thể định giá. Vẫn chưa nở à? Ui dồi ôi, hơi lâu nhỉ. Đánh giá là hơi lâu. Sợ nếu mà hai round nữa mà nó không nở khéo mình sắp hẹo mẹ luôn này. Nếu vậy thì khả năng mình sẽ phải bán long tộc đi sớm rồi anh em. Chứ ấp trứng nhiều quá là cũng khá là rủi ro đấy. Như từ đây thì anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ kéo xuống ấn like và đăng ký kênh có thể ủng hộ mình. Cũng như là anh em nào mà có yêu thích bất kỳ một cái đội hình gì thì hãy comment ngay cho mình biết nha. Tại sao không phải là Jack mà nó lại là Velcot? Vẫn chưa nở anh em ơi. Chúng ta có thiên cực kiếm, có 4% sát bội thương 9 mạng nữa. Con Jack này thì lấy cái vũ cực này thì cũng gọi là ok la rồi. Phần trăm sức mạnh công kích 500% nếu như mà lấy được 3 sao. Nếu về sức mạnh công kích thì chiến binh thì đã có rồi. Trận này thì mình sẽ chơi cho anh em xem, đó chính là 9 chiến binh đi. Vì hiện tại là mình đang có một cái chiến binh nhân tạo á. Olaf này, chiến binh nhân tạo. Cho nên mình sẽ quyết định lấy một cái đại bác lên thành dành cho Olaf, cho đứng từ xa bắn thôi. Từ xa nó băm thôi. Anh em thấy không? Chỉ cần đứng yên và gõ bằng Bluetooth. Nhưng mà gõ mãi mà chả thấy đam đâu. Đam còn thôi đâu. Gõ thì nhiều thật đấy. Trời ơi, gõ mãi mà không thấy thằng nào nó bay màu. Đúng thật rồi. Có vẻ như mình đã quá tham lam khi mà chọn quá nhiều trang bị tốc đánh cho rắc của chúng ta. Vẫn, quả trứng này vẫn chưa nở anh em ơi. Đến lúc chúng ta phải bán long tộc đi rồi, cho thêm thiết giáp và chiến binh vào thôi. Kenen, bán con này đi cho Lucian vào. Như thế thì chúng ta sẽ có được thêm vệ binh nữa. Một chút vệ binh. Tạm thời thì cứ lắp đại đi. Trời ơi khó thế.
Ôi, chết rồi. Mình cứ tưởng là đang thiếu một con ấy, thế là thiếu một chiến binh luôn. Hóa ra là mình đã có Olaf sẵn ở đây rồi, còn thiếu Nidalee với cả con ấy thôi. Con Lissine này. Vẫn tiếp tục một trận thua nữa sao? Tôi không muốn thua nữa đâu nha. Tại đến lúc ma phải cầu nguyện xem là quả trứng này có nở hay không. Không là đi đây. Trứng nở. Please. Mẹ ông nở chết tôi luôn. Thiếu một chiến binh cho nên là vẫn bị thua anh em ơi. Khá là buồn. Đến giờ nở chưa đây rồi. Khoảnh khắc mà mình đã chờ bao nhiêu lâu nay. Đúng như mình dự đoán, có tận đến 2 cái Nico trong một quả trứng ạ. Được chưa anh em? Nói đâu có sai đâu. Mình đã định giá mọi loại trứng. Trứng ung hay gì là mình soi biết hết. À, khả năng thì mình sẽ lên luôn rác 3 đi. Được chưa anh em? Đây, thay đồ luôn. Tắm một cái cuồng đao. Quỷ thư à? Quỷ thư cũng được luôn. Cho anh Galio. Sau đó thì hai cái dao điện này thì mình sẽ ném luôn cho mèo 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 đi ra đi. Vakler game Nico. Ôi ôi, phải đánh đổi đấy ông ơi. Cái gì tôi... Tôi ấp trứng còn có 3 máu mà ông cũng không thương tôi nữa. Mẹ. Còn có đúng 3 máu thôi mà ông lại... Vakler game. Xe nào? Chúng ta sẽ lấy một cái trang bị kiểu như là hiện tại là hơi thiếu cái trang bị phòng thủ cho nên mình sẽ lấy một từ từ thôi, lấy cái con Ram đi đi chơi liều anh em ơi. Mình thì lấy cái bút bẫy cho búp cho rác lắm rồi đấy, nhưng mà thực chất là cũng không cần thiết lắm khi mà rác của chúng ta đã có được cái đại bác liên thanh rồi, cho nên là mình quyết định lấy một cái dây chuyền cho con rail 2 sao và mình sẽ cố gắng roll cho anh em xem tìm rail 3 sao luôn. Và chỉ còn có 2 con nữa thôi là chúng ta cũng lên nốt con rail 3 luôn. Chơi liều xem nào. Cái nền 2 Virgo, nhân vật cuối ở chung cuối trong bộ tộc chiến binh đây rồi, đã xuất hiện. Nhưng với rác 3 sao tăng 500% thì mình nghĩ là bây giờ nó không ngăn bố con thằng nào rồi. Anh em là không ngăn bố con thằng nào. Nhìn qua thì có rất là nhiều anh em bắt Galio cho nên trận này chúng ta cũng không thể nào mà lên được Galio 3. Anh Khoa Hoàng. Mình của anh Khoa Hoàng thì như mình đã nói rất là khỏe. Mà chúng ta hãy cùng xem sức mạnh của Jack. Với những lựa trang bị tưởng như không mạnh nhưng mà nó lại mạnh không tưởng ạ. 15.000 đam đâu gọi phải là ít ỏi gì đâu anh em. Đam nó tăng theo đấy. Tại vì mình đang có 6 chiến binh mà. Đam tăng rất là nhiều. Giờ mình sẽ cố gắng thôi để cấp 9 anh em nhá. Cấp 9 chơi 9 chiến binh cho nó máu. Chứ bây giờ mà nhiều anh em bắt rail quá. Ông kia rail 2, ông kia 2 con nữa thì hơi khó. Để có thể lên rail 3. Theo đấy thì mình sẽ cố gắng xếp cái độ hình làm sao để có thể tối ưu và để cho rác có nhiều nhất có thể. Và check liên tục đập trì của Hoàng Khoa và Khoa Hoàng, sorry. Nhưng mà đối thủ tiếp theo của chúng ta đó chính là một người chơi vệ binh. Rồi rất là nhiều trang bị phòng thủ cho Irelia. Ôi giời ơi. Đại bác lên thanh thì con Nidalee của tem địch thì sao mà né được. Có chỉ cần tầm khoảng 3-4 giây thì cũng đã gây được 10.000 đam rồi anh em. Rất là khỏe nhá. 3 máu đật kèo. Liệu rằng có thể hay không? Một cái bàn tay công lý ra hơi muộn một chút. Cái này mà ra sớm thì mình sẽ lắp cho rác là binh rồi. Chỉ còn thiếu đúng một cái con Lenzin nữa. Đúng không? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Thiếu Lenzin với cả con gì ra? Chiến binh gì nữa nhỉ? À, Irelia, vãi nồi. Bây giờ cứ quên. Mấy lại Irelia đang phố trời nào. I need you. I need you. Úp cắp luôn đây anh em.
lên luôn cho Virgo và hút. Đâu rồi Irelia với cả Lenshin? Thằng Lisa thì mình đã chuẩn bị Irelia từ trước nếu như mà xác định chơi 9 chiến binh. Nhưng mà mình cũng không thể nào mà biết trước được điều gì cả. Đây, này cho Galio đi. Tự dưng nó ra cho mình con đi chợ lượm được rắc. Thế là lên rắc 2. Thế là phải xoay sang đội hình chiến binh luôn anh em ạ. Chơi theo hoàn cảnh. Chứ chúng ta cũng không nên gọi là bắt ép mà nó xây dựng theo một đội hình gì đấy. Nhạc nào cũng nhảy thôi anh em. Ui dồi ôi. Cái này kiện sĩ tính tiền. Anh em thấy đam nó tăng lên không? Tăng rất là khỏe ạ. Càng nhiều tốc đánh đam tăng lên thì nó lại phù hợp quá. Đôi khi nhiều trang bị như này cho Jack nó lại hợp lý luôn. Cái quyền trở quyền bột xanh lên đậm cho nó ấy, thì nó sẽ băm liên tục rồi. Trang bị này thì khỏi nói. Của như URF. Có lên xin. Nhưng cái tôi cần bây giờ là ôi ôi. Phải rồi, tôi vừa thấy cái gì đây? Con Gwen cắt chim 2 sao. Irelia của tôi đang ở phương trời nào? Lùng rồi, bây giờ mà mình gặp thanh niên Gwen 2 sao thì cũng hơi mệt. Thanh niên gấu thì cũng mình phải xếp qua bên này đỡ bị nhảy. À, câu này là hồi nãy ghét mình gì đây? Để thấy gặp mình phát là lắp luôn cái giáp máu đây. Úi dồi ôi, gõ giáp của mình gõ 3 phát thôi là u đầu hết tên bạn. Úi dồi, quá đã. Một pha lật kèo cực mạnh. Mình chỉ còn có 3 máu thôi. Nhưng mà bây giờ 3 máu này thì rất khó ai có thể đánh bại. Jack 3 thì chịu rồi. Bình thường. Mình lên Lucian 3 đây. Lucian 3 thì solo. Thế anh em thấy Jack 3 hay là Lucian 3 ăn? Điều này thì cũng rất là khó để có thể so sánh Rao này. Tại vì cũng phải phụ thuộc vào cách anh em mà xếp đội hình nữa. Anh em xếp đội hình khắc chế thì có thể ăn được. Khó lắm anh em ơi. Ui dồi ôi. Ông anh Khoa Hoàng này này nhìn rất là khỏe với rất là nhiều đội hình 5 tiền. Rồi một cái tụ bão thì chắc là cũng không xinh nhê lắm đâu. Khỏi cái tụ bão. Đây Lucky Phạm River 3 sao nhìn cũng kinh đấy. Mà để xem là đối đầu với Jack 3 của chúng ta có ăn được hay không đây. Đi luôn. Khá đáng tiếc cho người anh em khi mà chỉ cần một con Yasuo nữa thôi thì cũng đã lên luôn Yasuo. Rồi, chiến binh I'm coming. Cuộc chơi cũng chỉ còn có 3 người thôi. Để xem video trận lần này có hàng gì hay không. Chúng ta tiếp tục có một cái đại bác lên thanh. Nhưng bây giờ thì chắc là mình sẽ lấy một cái trang bị phòng thủ đi anh em ơi. Mình sẽ lấy cái nỏ xét này đi. Nỏ xét là hợp lý rồi. Còn quỷ thư với cả vút rồng hay là bàn tay cung lý. Vút rồng thì mình sẽ cho Rail. Quỷ thư thì mình sẽ lắp cho Kennen. Ire đây luôn. Ok. Chiến binh. Con này. Này chiến binh thì phải lắp cho con này nhá anh em nhá. Chứ chúng ta mà lắp làm gì con nào không phải là chiến binh nữa đâu. Rồi nốt tìm cho anh em xem con Rail 3 là mạn đôi nhãn luôn này. Là nhanh nào bạn ơi. Trời ơi. Easy game. Sức mạnh của Long tộc ạ. Vậy mà ông vô top Jack thế kia. Rail 3 kìa. Nhưng để xem là con Gwen phiên bản đồ chí mạng đánh bại được mình hay không. Có vẻ như là hơi khó rồi. 15 máu đi luôn chưa. Ôi dồi ôi. 23.000 đam đến từ vị trí của Jack. Bây giờ thì solo 3 máu với nhau. Virgo 2. Có lẽ đây là chấm dứt. Ui cái gì đấy đầu hàng luôn kìa.
Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Đừng quên ấn like đăng ký kênh nha.